bạn đang nghe từ Phonos. 101 cộng ý tưởng khởi nghiệp Alpha Books biên soạn Chủ biên Thu Hà Dương Cầm Độc quyền tại Phonos Phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in theo hợp tác bản quyền giữa Phonos với công ty cổ phần sách Alpha. gieo mầm ý tưởng, hái quả thành công. Bạn nhen nhóm ý định khởi nghiệp kinh doanh. ở vị trí quản lý cấp trung, bạn phải đau đầu tìm cách phù hợp và bất ngờ tưởng thưởng nhân viên xuất sắc. Bạn khát khao gia tăng doanh số bán hàng, mong muốn truyền cảm hứng làm việc cho đội ngũ nhân viên, quản lý thời gian làm việc, ứng phó với những vị sếp khó tính, những đồng nghiệp khó chịu thật đau đầu tìm lời giải cho những vấn đề trên. Vậy thì đây, bạn đang có trên tay bộ công cụ 101 ý tưởng, đáp án thích hợp nhất giúp bạn tháo gỡ những khó khăn của mình. Rồi bạn sẽ thấy câu trả lời hóa ra lại đơn giản đến không ngờ. Rất đơn giản, thiết thực, dễ áp dụng và quan trọng là chúng nằm trong tầm tay của bạn. Bộ sách gồm có 11 cuốn với 11 chủ đề thiết yếu phục vụ cho công việc và cuộc sống của mỗi cá nhân. 101 ý tưởng quản lý thời gian cung cấp những phương thức kiểm soát thời gian, nhờ đó bạn sử dụng hiệu quả thời gian của bản thân. 101 ý tưởng khởi nghiệp mang đến cho bạn những nhận thức mới mẻ để bắt đầu công việc kinh doanh một cách thuận lợi. 101 ý tưởng bán hàng lại giúp bạn có được những mẹo thiết thực nhất để bán sản phẩm và gia tăng dịch vụ. 101 Ý tưởng khen thưởng, gợi ý cho bạn những bí kíp độc đáo, động viên và đề cao vai trò của nhân viên góp phần làm nên thành công trong doanh nghiệp của bạn. Bạn còn có thể tìm được rất nhiều những gợi ý thiết thực khác trong các cuốn sách còn lại với những chủ đề rất rõ ràng. 101 cộng Ý tưởng quảng cáo, 101 cộng Ý tưởng tạo động lực, 101 cộng Ý tưởng cầu khách, 101 cộng Ý tưởng tăng doanh số, 101 cộng ý tưởng nhân sự, 101 cộng ý tưởng đối phó với nhân viên cá biệt, 101 cộng ý tưởng ủy quyền và ra quyết định, được biên soạn dựa trên những tài liệu giá trị, các tình huống và ví dụ minh họa thực tế điển hình trong môi trường công sở. Bộ sách này sẽ mang đến cho bạn những ý tưởng gợi mở đơn giản và thiết thực mà bạn có thể thực hiện ngay. Tuy nhiên bạn không cần và cũng không nên áp dụng mọi ý tưởng trong từng cuốn sách. Thay vào đó, hãy lựa chọn điều phù hợp với mình nhất và kiên trì theo đuổi đến cùng, chắc chắn bạn sẽ gặt hái được những kết quả mong muốn. Chúng tôi tin tưởng bộ sách này thực sự hữu ích và cần cho bạn, giúp bạn có thêm nhiều ý tưởng mới trong công việc và cuộc sống. Hãy tham khảo và áp dụng ngay từ bây giờ. Chúc bạn thành công. Hà Nội tháng 8 năm 2012, công ty sách Alpha. Ý tưởng 1. Không gian làm việc Không gian làm việc của bạn nên thoáng đãng, đủ ánh sáng, có hộp bàn đựng đồ đạc và những vật dụng cơ bản cần thiết khác cửa sổ đón ánh sáng tự nhiên để làm việc nhưng đồng thời nó cũng có thể khiến bạn thả hồn ra ngoài cửa sổ và sao lãng công việc vì thế hãy bố trí vị trí làm việc sao cho cửa sổ ở phía sau hoặc bên cạnh chỗ ngồi của bạn mách nhỏ hãy biến nơi làm việc thành điểm đến ưa thích của bạn mỗi buổi sáng lời kết thường xuyên đánh giá vị trí làm việc nhằm đảm bảo nó phù hợp với nhu cầu của bạn ý tưởng hai đặt vị trí ổ cắm điện vị trí làm việc của bạn nên được trang bị đầy đủ ổ cắm điện cho các thiết bị văn phòng như máy tính điện thoại máy fax máy in hay cổng nối internet bất kỳ chi phí nào phát sinh do bổ sung các ổ cắm điện và các thiết bị hữu dụng khác cho văn phòng của bạn, như dây dẫn của máy sưởi và điều hòa không khí, đều được giảm trừ thuế. Mách nhỏ. Bạn nên nâng cấp đường điện ngầm cho doanh nghiệp của mình. Hãy liên hệ với phòng quy hoạch và phát triển khu vực. Không nên sử dụng ổ cắm dài bởi chúng có nguy cơ cháy nổ rất cao. Lời kết. Chú ý đến nguồn điện của bạn và điều chỉnh cho phù hợp. Ý tưởng 3. Bàn làm việc Liệt kê những thiết bị cần thiết cho công ty của bạn. Chúng có thể bao gồm tủ đựng hồ sơ, máy in, điện thoại và các thiết bị văn phòng khác. Tìm kiếm danh mục các thiết bị và xem xét kích cỡ phù hợp với văn phòng bạn. Việc làm này sẽ giúp bạn bố trí hợp lý tránh được rủi ro khi phát hiện ra rằng chiếc bàn làm việc của bạn quá khổ hoặc lọt thỏm trong không gian mới mách nhỏ lập kế hoạch trước khi mua sắm các trang thiết bị mới cho văn phòng của bạn có rất nhiều công ty chuyên cung cấp các thiết bị văn phòng và có hàng tá danh mục các sản phẩm đa dạng về kích cỡ giá thành và chủng loại cho bạn lựa chọn hãy tận dụng điều đó để tiết kiệm chi phí lời kết luôn có mục chi phí phát sinh trong bản dự trù ngân sách dành cho các thiết bị bổ sung. Ý tưởng 4. Thiết bị công nghệ. Tiếp nối quy trình chọn lọc về các thiết bị cần thiết như máy tính, máy fax hay bất kỳ thiết bị máy móc nào khác. Chắc chắn bạn sẽ sử dụng một số thiết bị thường xuyên hơn, vì vậy hãy xem xét cách bố trí chúng sao cho thật thuận tiện với bạn. Mách nhỏ. Ưu tiên các thiết bị mà bạn thường xuyên sử dụng nhằm phục vụ công việc của mình và dành cho chúng không gian tối đa. Lời kết. Bố trí các thiết bị bạn thường xuyên sử dụng ở gần và những thiết bị ít sử dụng hơn ở xung quanh nhưng không gây ảnh hưởng đến công việc của bạn. ý tưởng năm đề tài liệu trong tầm mắt tránh chuyển các thiết bị cần thiết hoặc tài liệu ra khỏi bàn làm việc của bạn nhằm tránh mất thời gian tìm kiếm vật dụng và tài liệu cần thiết khi cần đặc biệt khi hạn chót cận kề và nếu khách hàng có ghé thăm phòng làm việc của bạn họ sẽ ấn tượng hơn với một nơi làm việc ngăn nắp hé lộ rất nhiều điều về chủ nhân của nó cũng như chất lượng sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn cung cấp thậm chí nếu bạn không phải tiếp bất kỳ một vị khách nào đi chăng nữa việc dành một chút thời gian mỗi ngày để sắp xếp lại phòng sẽ cho bạn cảm hứng làm việc và những khởi đầu thuận lợi cho công việc mách nhỏ bạn có thể tránh được trạng thái bực bội bằng việc luôn sắp xếp tài liệu có hệ thống trong một nơi làm việc sạch sẽ và ngăn nắp. Lời kết Không gì gây bực bội hơn việc phải lật tung mọi tài liệu trên chiếc bàn lộn xộn của bạn lên để tìm được tập tài liệu láu cá đã lặn mất tâm trong khi bạn đang cần chúng gấp. Ý tưởng 6. Khấu trừ thuế Sở thuế vụ sẽ cho phép bạn khấu trừ các khoản chi phí liên quan đến cơ sở vật chất được sử dụng thường xuyên và riêng biệt tại nhà cho mục đích kinh doanh. Chúng bao gồm tài sản thế chấp, chi phí thuê văn phòng, các thiết bị tiện dụng, cơ sở sản xuất, quầy lễ tân hay phòng họp. Bạn cũng có thể giảm chi phí đối với một số khu vực trong nhà để chứa đồ đạc, lưu hàng tồn hoặc thậm chí đôi khi bạn có thể sử dụng những khu vực này phục vụ cho các mục đích cá nhân khác. Mách nhỏ, cho dù là một doanh nghiệp nhỏ nhưng hãy thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định. Lời kết. Sẵn sàng xác minh mọi khoản giảm trừ thuế. Ý tưởng 7. Thuế mặt bằng Trước đây, việc gộp khoản tiền khấu trừ thuế với thuế thu nhập cá nhân cho các doanh nghiệp có trụ sở tại nhà thực sự là một báo động đỏ đối với sở thuế vụ. Ngày nay, tỷ lệ các doanh nghiệp nhỏ lựa chọn nhà riêng làm văn phòng công ty ngày càng gia tăng, bởi vì chính phủ chủ động khuyến khích các doanh nghiệp tư nhân đặt trụ sở tại gia đình như một chính sách kinh tế. Vì vậy, hãy tận dụng khoản khấu trừ thuế có được do đặt trụ sở tại gia. Tuy nhiên, Hãy là một công dân chân chính và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với chính phủ. Ví dụ, nếu bạn sống trong một ngôi nhà rộng 800 m2 và sử dụng một phòng rộng 120 m2 ở tầng trệt làm văn phòng, như vậy thực tế bạn đang sử dụng 20% diện tích không gian sống trong nhà để kinh doanh. Vì vậy, nếu tổng chi phí cho ngôi nhà, bao gồm cả tài sản thế chấp, vật dụng, bảo hiểm và thuế là 20.000 đô la một năm, thì tổng giá trị khấu trừ thuế sẽ là 4.000 đô la và thuộc vào mục C trong bản khai thuế. Tuy nhiên, doanh nghiệp của bạn sẽ an toàn hơn nếu định rõ được thời gian hay ngày sử dụng khu vực này để kinh doanh. Thông báo với Sở Thuế vụ rằng khoảng thời gian đó là 8 tiếng mỗi ngày, còn 16 tiếng còn lại bạn được sử dụng khu vực này cho mục đích cá nhân. Việc làm này giúp bạn giảm được 1.333 đô la trong khoản chi phí khấu trừ thuế cần phải đóng và tránh được sự kiểm soát của sở thuế vụ khi cơ quan này tiến hành kiểm tra đột xuất. Tuy nhiên, nếu bạn sử dụng toàn bộ không gian này vào mục đích kinh doanh, thì khoản thuế 4.000 đô la sẽ cần phải được xem xét làm rõ thông qua kiểm toán. Mách nhỏ Bố trí không gian sống cho gia đình và chọn hai khu vực thích hợp để đặt văn phòng công ty. Hãy đánh giá ưu điểm và nhược điểm của từng vị trí chọn ra nơi phù hợp nhất. Lời kết Hãy dành một khu vực riêng biệt trong văn phòng tại gia để lưu trữ hồ sơ nhằm tránh nhập lẫn và mất mát với những khu vực khác của ngôi nhà. Ý tưởng 8. Cải thiện mối quan hệ nhân viên Mẹo mực 1. nâng cao cách ứng xử trước các tình huống của bạn. 2. chấp nhận sự thật rằng mỗi người có một quan điểm khác nhau. 3. khi bất đồng xảy ra, hãy xem liệu có phải khả năng cách giải quyết hoặc phương án của bạn chưa chính xác hay không. 4. thể hiện sự quan tâm đối với nhân viên, bày tỏ mong muốn lắng nghe ý kiến của họ về cách thức cải thiện điều kiện làm việc. 5. hãy đối xử công bằng với nhân viên. 6. Tôn trọng ý kiến của mọi người. 7. Cung cấp thông tin và hướng dẫn về những vấn đề ảnh hưởng đến quyền lợi của nhân viên. 8. Công khai khen thưởng các cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 9. Trao đổi riêng về các mặt hạn chế. 10. Đào tạo các quản lý sát xa sao với nhân viên cũng như sản phẩm và dịch vụ. 11. Hướng dẫn nhân viên cập nhật những thông tin liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của họ. 12. Dập tắt tin đồn sai sự thật và đưa ra thông tin chính xác. 13. Đối xử công bằng với tất cả nhân viên. Mách nhỏ, nhân viên là tài sản giá trị nhất đối với bạn, hãy trân trọng họ. Lời kết. Hãy tạo ra một môi trường làm việc thoải mái, các cá nhân tôn trọng nhau. Ý tưởng 9. Học cách lắng nghe bạn có biết nguyên nhân chính của các cuộc hôn nhân tàn vỡ là do thiếu sự cảm thông và thấu hiểu giữa vợ chồng. Nhiều ông chủ và nhân viên cũng vậy. Họ không thường xuyên tương tác với nhau trong nội bộ tổ chức. Vì thế, bạn cần để nhân viên của mình có cơ hội thể hiện suy nghĩ, ý kiến và quan điểm của họ. Điều này thường được duy trì trong môi trường làm việc, không có sự kiêng rè hay trả đũa nhau. Nhưng mối quan hệ này cũng giống như đường cao tốc hai chiều. Bạn không những phải tạo ra một môi trường làm việc thoải mái để nhân viên thể hiện quan điểm mà bạn còn phải kiên nhẫn lắng nghe nhân viên. Nhân viên thường là nguồn thông tin giá trị với sếp. Vì một số lý do, bạn sẽ thấy rằng nhân viên của mình có thể phát hiện ra và nhạy cảm với một số vấn đề tốt hơn bạn. Ví dụ, đôi lúc nhân viên của bạn có thể đưa ra những ý tưởng và biện pháp tiết kiệm chi phí thay vì nhà điều hành doanh nghiệp. Mách nhỏ Lắng nghe, lắng nghe và lắng nghe nhiều hơn nữa. Bất kỳ nhân viên nào cũng muốn được lắng nghe và thấu hiểu một cách nghiêm túc. Hãy dành thời gian cho họ và kiên trì lắng nghe, thậm chí đó chỉ là lời than phiền về những vấn đề rất nhỏ. Lời kết. Hãy dành thời gian lắng nghe nhân viên thể hiện thiện ý và sự quan tâm của bạn với họ bất cứ khi nào có thể. Ý tưởng 10 Nhân viên là tài sản quý giá. Nhân viên là nguồn lực quan trọng nhất. Là chủ doanh nghiệp, bạn sẽ sớm nhận ra mức lương và tiền lương là chi phí lớn nhất trong công ty của mình. Cách bạn quản lý nguồn nhân lực sẽ quyết định mức độ thành công của bạn với vai trò chủ doanh nghiệp. Nói cách khác, Nguồn nhân lực đóng vai trò rất lớn đối với sự tồn vong của doanh nghiệp bạn. Nó không phải là nguồn lực dễ kiểm soát. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng khoảng 75% số công nhân không hài lòng với công việc của mình. Một ngày bạn sẽ nhận ra rằng nhân viên chính là nguồn lực mang lại lợi nhuận cho doanh nghiệp và rằng doanh nghiệp của bạn không thể tồn tại nếu thiếu họ. Việc này được thực hiện với mong muốn làm ổn định nền kinh tế sự cạnh tranh liên quan đến nguồn nhân lực giữa các doanh nghiệp tăng cao khiến việc giữ chân nhân viên giỏi trở nên khó khăn và tốn kém hơn chính điều này khiến các doanh nhân gặp nhiều khó khăn hơn trong việc điều hành và duy trì hoạt động doanh nghiệp mách nhỏ liệt kê đặc điểm của một nhân viên xuất sắc và cách thức những phẩm chất này có thể thúc đẩy sự phát triển của cả doanh nghiệp lẫn nhân viên lời kết cung cấp một bản mô tả công việc kèm theo các kỳ vọng cho mỗi nhân viên và đánh giá chúng định kỳ 6 tháng một lần. Bạn vừa nghe xong một phần của quyển sách. Để nghe phần còn lại, bạn có thể mua sách nói trực tiếp hoặc mua bằng thẻ sách khi đăng ký gói cước hội viên cao cấp của Phonos. Không chỉ tiết kiệm lên đến 60% chi phí so với mua trực tiếp, gói cước hội viên cao cấp của Phonos còn cho phép bạn truy cập vào tất cả các nội dung độc quyền hấp dẫn khác như tóm tắt sách chuyện ngủ thiền và nhiều hơn nữa